Hello mọi người, thì hôm nay mình có chuyến đi quốc tế đầu tiên luôn, và điểm đến của mình đó chính là Singapore ha. Thì hôm nay mình sẽ review chi tiết thủ tục rồi các giấy tờ cần thiết khi đi Sing. Bây giờ mọi người đi cùng mình nha. Sân bay hiện tại đang rất là vắng luôn á, thì mình nghĩ là 1-2 tháng nữa thì ở đây sẽ rất là đông. Nếu mà các bạn muốn đi du lịch nước ngoài thì nên đi thời điểm này nè, sẽ không có phải đợi lâu ha. Còn bây giờ mình vô thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ tìm cái quầy làm thủ tục check in nha các bạn. Thì mình đi Singapore chuyến 9 giờ của Vietjet Air nè, 9 giờ Vietjet Air VJ811, và cái quầy check in sẽ là quầy chi nha, quầy chay. Bây giờ mình tới quầy chay để lấy vé. Sân bay đang rất là vắng luôn á, cái này thì làm thủ tục lẹ lắm nè. Mình thấy cũng có khá nhiều chuyến đi Singapore nè. Hiện tại Singapore là nước có thủ tục đi thủ tục nhập cảnh dễ nhất á, nên là mọi người có đi thì nên đi thời điểm này. Rồi mình tới cái cột chay rồi nha mọi người, giờ mình quẹo vô mình làm thủ tục thôi. Ủa, cái chuyến Singapore vắng dữ vậy. Ok, rồi đây cái chuyến à, mình tới cái quầy chay ha, 811 9 giờ đi Singapore. Để rồi. Hồ chiếu. Rồi. Vé mà. À vé. Rồi đây là vé nè em. Em lấy cái vé trước để chị mở cái hộ chiếu vaccine xong. Tám tay em. Rồi. Vé quay về. Rồi. BC COVID đây của một rồi, một bạn. BC COVID. Rồi của chị. Rồi, ok. Vậy là xong rồi phải không em? Thủ tục rất là đơn giản nha, chỉ cần hộ chiếu, vé đi vé về và chứng nhận tiêm 2 mũi bằng cái app BC COVID nha. Các bạn có thể chuyển qua chế độ tiếng Anh để mà show ra cho cái bạn làm thủ tục. Không em. Rồi, lấy sách tay. Đây. Ok. Ừ, 5-7. Mình đang có mặt tại cửa số 15, 8-20 chị. Ok em, rồi. Rồi mình đi cổng 15 mọi người, mình sẽ đi hướng bên này. Đây. Bên trong khu vực phòng chờ. Nhưng mà các cửa hàng ở trong đây đã hoạt động lại một khoảng 50% thôi, chứ chưa có mở hết. Đấy, sân bay vẫn là mọi người tiêm dụng đã nè. Ôi, hồi xưa đi thì chen rất mệt luôn á. Cổng bên đây là không có làm luôn, làm có một cổng bên kia thôi. Cái số ghế của mình là ghế số 9,
có nghĩa là cái máy bay này cũng hơi vắng á, có mấy chuyến à. Ở trong đây có quầy đổi tiền luôn nè, nhưng mà tỷ giá trong đây không có tốt bằng ở ngoài nha mọi người. Rồi khu vực ngồi chờ ra máy bay như thế này. Đây cái quầy cái cổng của mình nè, cổng 15. Nhưng hôm nay mình được đi thẳng ra tới máy bay luôn. Ok, thì mình đã đáp xuống sân bay Changi rồi nha mọi người. Thì bây giờ trước khi mình ra ngoài làm thủ tục hải quan á, thì mình sẽ gắn sim vô trước. Thì cái sim này mình đem từ Việt Nam nha. Sim này là sim 4G, full 4G luôn, sử dụng 6 ngày. Giờ mình gắn vô để mình xài, mình không có cần phải đi ra tới quầy để mình mua hay là kiếm cái quầy đổi gì nó phức tạp các bạn. Đây, sim. Rồi, trong cái sim này thì có luôn cái đồ chọt sim nè, nên khỏi phải lo là không có đồ chọt các kiểu. Rồi sim ở đây nó cắt sẵn luôn. Đó. Đó, giờ mình chỉ cần tháo sim ra mình gắn vô thôi. Rồi. Bỏ cái sim này ra. Đó. Bỏ cái sim này vô. Giờ thì đợi một chút xíu cho nó lên 4G. Ok, thì sau khi mình gắn sim xong á, thì trên góc nó sẽ hiện chữ 4G nè. Vậy là xài được rồi ha. Giờ mình vô thử trang web coi được không. Đây, vô VN Express. Rồi, rất là nhanh luôn ha. Ok, bây giờ mình đi tiếp qua bên chùa. Mình sẽ chỉ đường các bạn đi qua bên cái thác nước chùa nha. Rồi, thì một yêu cầu khi mà tới Singapore là bạn phải làm cái arrival card. Thì có hai cách, là một là bạn sẽ có cái quầy để đăng ký phía kia, nếu mà bạn nào chưa làm thì lại đăng ký, còn mình đã đăng ký ở trên app rồi nha. Đây app của mình à, đây MyRCA đó, vô cái phần mềm này nó hơi chậm. Mình đã đăng ký sẵn luôn rồi, tên mình ở đây. Bây giờ mình chỉ cần cầm cái thẻ này mình tới cái quầy và đưa hộ chiếu để mình ra ngoài thôi. Ok, bây giờ mình đi thôi. Ok, mình đã ra khỏi khu vực làm thủ tục hải quan rồi. Bây giờ mình sẽ di chuyển qua bên Terminal 1 nha các bạn. Thì mới vừa ra là bạn sẽ quan sát thấy được ở phía kia nó có Kaitrain to T1. Thì mình sẽ đi theo cái hướng đó. Rồi bây giờ mình đã đứng ngay chùa rồi nha các bạn. Đó, cái cổng này nè. Chùa là cái chỗ để đi vào thác nước nè. Đi vào một đoạn cũng hơi xa. Hơn ở đây nó có cái mấy cái thang cuốn nè, đi cũng đỡ mệt. Đó, cứ leo lên thang cuốn đi thôi. Đấy. Mình có thể đi, mình có thể đứng lại. Tới rồi mọi người ơi, tới chùa rồi. Cảm ơn. Thì ở đây là một cái tổ hợp bao gồm thác nước với lại những cái shopping, nhà hàng ăn uống xung quanh nha các bạn. Đây, phía trước các bạn là cái thác nước kìa. Mình đi ra hướng này đi. Chỗ này luôn đó mọi người. Đó. Mọi người thấy phía sau mình không? Thác nước chùa ha. Đây là thác nước trong nhà lớn nhất thế giới luôn. Rất là đẹp. Bạn nào mà đi Singapore là phải ghé đây để check in nè. Đó. Tuyệt vời. Đó.
Thì ở giữa của cái thác nước này á, nó sẽ có một cái đường lai tàu điện luôn. Thì bạn nào mà đi chuyến tàu trung chuyển ở sân bay á, thì có thể đi ngang qua cái thác nước này luôn nè. Đó, chưa đẹp. Ở đây khá là vắng nha các bạn. Trước dịch thì trời dưới đây là đông nghẹt người luôn á, còn bây giờ lác đác có vài người à. Thì cái chỗ này vắng như vậy thì để là cơ hội cho các bạn chụp hình rất là nhiều luôn á. Bây giờ mình sau khi mình ở trên ghi xong thì giờ mình sẽ đi xuống tàu này ngầm để ra, để về lại thành phố nha các bạn. Các bạn nhớ chú ý mấy cái điện chỉ dẫn, cái chữ Grand Tour City. Mình xài từ hồi lâu lắm rồi, giờ không biết còn sử dụng không. Thì một thẻ này là hạn sử dụng 5 năm nha mọi người. Thì mình sẽ add value. Rồi, cash. Chọn cash. Thì mình cứ bỏ tiền vào thôi. Ok. It's good. Yeah. Ok. Yeah. Rồi, vậy là xong rồi nha mọi người. Đó, nó ghi transaction successful là xong rồi. Bây giờ mình có thể sử dụng cái thẻ này đi tàu được luôn. Đi tàu, đi xe buýt, rồi đi tàu qua bên đảo Sentosa được luôn nha mọi người. Nha, cái thẻ này rất là hữu ích. Rồi thì lúc nãy mình mới nạp tiền có một thẻ thôi, thì mình chỉ còn một thẻ do đợt trước mình đi. Bây giờ mình sẽ cần mua thêm một thẻ nữa nha các bạn. Các bạn có thể mua ngay những cái quầy như thế này. Cái quầy như thế này bạn tới rồi bạn nói mua thẻ e-check lên, người ta sẽ bán cho nha. Dạ. Rồi, cái thẻ rất là dễ thương, mọi người chỉ có 10 đô thôi nha. 10 đô. Rồi đây cái thẻ nè, 10 đô thì trong đây là 5 đô làm thẻ, còn 5 đô để bạn sử dụng đi lại ha. Khi nào bạn hết tiền thì tới cái máy kia bạn nạp tiền vô tiếp thôi. Và bây giờ mình sẽ đi lên tàu đây. Ok, bây giờ mình lên tàu mọi người. Thì ở đây nó có hai line, thì hai line nó cũng đi cùng một hướng như nhau thôi. Mình sẽ phải lên tàu đi qua một cái trạm trung chuyển rồi mới đổi qua một cái chuyến khác để vô thành phố. Lên tàu bạn nhớ chú ý cái bảng điện tử này nha. Đó là bản đồ cái trạm tàu điện của mình nè. Rồi thì cái chấm đỏ này là có nghĩa là mình đang ở cái trạm này. Rồi cái khách sạn của mình thì đang ở Bugis nè. Bây giờ mình cần phải đi từ cái trạm này cho tới đây, rồi đổi một cái tàu đi thẳng tới Bugis luôn. Cũng khá là đơn giản. Thì cứ mỗi lần mà đi qua một cái trạm thì nó sẽ chớp đèn lên nha. Các bạn nhớ lưu ý để xuống đúng trạm. Bây giờ mình đã tới Tenamera rồi và mình sẽ phải xuống ở chỗ này rồi mình đổi qua một cái trạm khác. Thì cái trạm của mình tới là Bugis và nó nằm ở hướng Tallinn nè. Thì ngay cái tàu này luôn, bây giờ mình đi ra mình đi chờ cái tàu đó, mình đi tới cái trạm Bugis là tới khách sạn mình thôi. Rồi ok, thì ở đây là cái khu vực đứng chờ tàu ha các bạn. Các bạn nhớ chú ý nè. Cái chỗ này là cái chỗ mình đứng đợi tàu tới là mình sẽ đi vô. Còn cái hướng này là hướng màu xanh là người ta đi ra, nên là mình phải né cái hướng người ta đi ra, để cho người ta đi ra trước là mình đi vô sau. Ok, đây khách sạn mình đặt nha các bạn. Khách sạn Lion Big. Hồi xưa nó tên là Marison. Bây giờ nó đổi chủ rồi. Thơm quá. Hello. Yeah. You guys checking in? Yeah, checking. Okay, can I have your passport? Passport. Ok, bây giờ mình sẽ làm thủ tục check-in thôi. Chỉ cần đưa passport đủ của hai người nha các bạn.
họ sẽ photo cái passport của mình rồi sẽ trả lại cho mình chứ không có giữ luôn đâu. Rồi cái phòng của mình là 512 nha mọi người. Ok, đây. Còn có cần bỏ vô không? Rồi, phải bỏ vô. Ok. Rồi cái phòng này mình book chỉ có 1.150.000 một đêm thôi. Đây, khá là nhỏ nhưng mà nhìn cũng sạch sẽ đó mọi người. Mà mình quên mất là phải tới phòng đo, phòng giường đơn rồi, giường đo rồi. Ừ, thôi có tối kéo vô được. Rồi, xung quanh phòng nè. Rồi. Nó khá là nhỏ thôi, nó không có cửa sổ. Nhưng mà chủ yếu là mình sẽ đi chơi nguyên ngày, rồi tối mình về ngủ có chỗ tắm rửa thôi mọi người. Cái phòng này giá là rẻ nhất rồi đó mọi người. Đây, xem có sạch sẽ không? Cũng khá là tương đối. Thì mình không có yêu cầu cao, giá phòng ở Singapore rất là mắc. Mình chỉ cần có chỗ ngủ nè, rồi phòng sạch sẽ là được rồi. Đó, các bạn có thể tham khảo thử ha. Rồi, ở đây có tivi nè. Rồi ở đây cũng có bàn trang điểm nè, rồi bình nấu nước nóng, rồi cà phê, trà nước đó. Giờ có DVD nữa, này chắc từ hồi tấm quánh nè đó. Đây có ổ sạc nè, ba cháu nhưng mà gắm hai cháu vẫn được. Đây có hai chai nước, rồi đó. Rồi tổng quan cái phòng của mình là 1.450.000 một đêm ha. Các bạn có thể tham khảo, mình để đường link ở bên dưới nha. Rồi, bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi một chút xíu rồi mình sẽ đi qua Chinatown. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món ăn mình rất là thích ở bên bển. Vậy nha.